Mấy ngọn dứa con. Đứng. Tiền bào. Còn những thánh bào không à. Về lấy đôi dép đi mà đi, còn không thôi leo lên đi. Dẫn tụi mày đi câu chết luôn á. Đi trên này nè Tú. Đi mấy cái đá này nè. Đi đạp lên mấy cái vô mồi quấn đi, quấn dọc dọc mấy chỗ này đi. Ủa hộp mồi để trên phòng rồi hả? Không. Đang làm gì? Nói nó tưởng giỡn. Quá đi rồi phát chung nè, mình đặt nó lại. Dây. Nóng mồi vô quấn đi. Đây em đưa cần lớn hơn rồi. Tu dính cá hồng anh em. Tu dính cá hồng luôn. Em dính lên đi. Ủa, gì vậy? Tổ đãi người mới à? Ừ, vô bờ không à? Có. Giờ kẹp kẹp cái mỏ nó lại đi. Cái chừng nó rớt, giờ nó dậy nó rớt vậy. Kẹp lại nè. Cá hồng, mega bara. Ép chín đó. Ừ. Ép cái chín. Rồi cho đây nha. Gõ lên 100 cân cái mốt. Đây nè. Cái mượn anh. Hử? Mượn gì? Cầm đi để anh gỡ. Này dít mà. Đánh dọc dọc mấy cái bờ á. Nó táp mấy lần đây luôn à. Ừ. Ấy da, đụng mấy cắn tao. Cái rổ, tối xô. Dây lồng dây đó, đéo được 50 mét nữa rồi, dây quăng xíu hết rồi. Ờ, dây ngắn quá. Để anh lấy cái cà mới gỡ ra, cuốn tay em giờ. Vậy là nó nằm dọc dọc bờ nhiều. Có mấy cá xanh xanh. Coi chừng có lớn, ờ đúng rồi. Cá xanh xương. Rồi xong rồi đó. Coi chừng nó dậy rớt kẹp xuống dưới. Đâu cũng ngụy trang. Đi không rồi, 120 chứ đi. 120 làm gì? 120. Thấy mấy con răng nữa. Nó đợi lại chứ không thay sao. À, cà giác này hả? Cà giác này sao? Bây giờ
buông đấy, để mặt yên thở này có chuyện gì nó lỏng đồ. Đồ không đồ không có đồ bị vô nước ở đây, đồ toàn chống nước. Thuyền này là lớn rồi đó, thuyền bọn em câu ca dắt, thuyền mà nhỏ chuyên dụng á, nhỏ hơn. Điền có thúng là câu có thể à. Này đầu ngồi ngồi trên. Cái cần Tú. Tú cái cần bỏ lên trước Tú. Cát đó, cát. Cái này nó hơi treo quá anh. Hả? Cái này nó hơi treo quá. Treo làm sao? Cái này nó treo quá. À treo. Dạ. Lên 10 tấn phẩm. Tú ơi, ngồi vững nha Tú. Ngồi cái này nó hơi treo á. Hả? Anh quê dàn phèo luôn hả? Sao? Đấy là anh đi quay dàn phao anh câu không? Không, đậu ngay dàn phao thôi. Không, đậu ngay dàn phao quấn bún đe nè. Quấn vòng vòng dàn phao thôi anh, không có đi ra xa. Không đi xa. Không, đi quấn được này thôi chứ không quấn xa đâu anh. Tụi em nhát lắm. Tụi em hơi bị nhát. Rồi, dèo ra đi. Coi cái mấy cái cán chứ. Hay là cái rạn đó mấy ổng má đeo cho câu. Cái rạn dưới này nè. Cái rạn để cho câu. Tú ngồi vững nha, không có đung đưa nhiều nha, không ấy nhưng mà lật cũng phiền lắm. Từ từ Tú, thả đi cho nó chìm quanh đây thôi, mình xa người rồi. À, vướng thật chứ. Má câu tôm là bắt. Ơi dưới này có rạn không giờ, sao trắng nhách vậy cha? Má nước giờ đéo biết luôn. Chèo. Đụng vào. Ơi. Ủa dàn lưới, có dàn lưới là sao? Ủa mấy dưới này có cá hả? À, nó bao lại giữ cá hả ta? Thử coi. Lưới ít lắm, lưới ngắn à. Thấy lưới, hả? Lưới tầm lưới à, chắc nó chặn rác á. Ý, chụp liền ta. từ rác cứng tí. Có cá gì á.
Ơ à, gì Tú? Nó đang trên cái đá. Trên cái đá, bởi vì neo ra cái phao nó chắc cú. Nó đá nó đè lên mình nổi lên á. Nước nó nâng lên á. Hả? Gì? Yeah. Hưởng thụ vậy thôi với cuộc sống mà. Không? Bình thường. Cuộc sống mà. Có đi xa vậy? Hử? Qua bờ đó không? Bờ phao đó có gì ta? Thấy nó ngăn phao đó là để làm cái gì? Ở phao à? Mực nó chụp luôn. Cá mập, cá mập, cá mập. Cá mập. Tú nó tin người gì? Tú tin người của Tú à. Bắt nó câu cá hả? Lấy thịt câu cá hả? Bắt lấy thịt câu cá hả? Không biết, chắc cá mập nhiều con nó thích ăn lắm đúng không? Kẻ thù của tất cả mọi người. Kẻ thù của các loài cá. Đánh bờ kè đó ngon Tú à? Hả? Bờ kè này đánh ngon Tú. Bờ kè này là để chạy cano trong này thì phải. Ủa mà nó chạy gần gần đây, ủa mà nó tông vô bờ chết sao trời. À. Hử? Gì? Rồi rồi rồi, để cho trôi đánh từ từ đi, đánh vàng vàng vô. Ở trong đây chắc cú. Là kia ấy sợ sợ sao á. Sâu chứ. Rồi giữ mấy cha rồi má. Ở đi mà xảy rồi. Mực 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 Tú ơi. Mực 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 đánh im đi, im đi để anh coi mực cũng được. Có mực lá Tú ơi. À nó mới chụp râu à. Có mực, có mực. Trâu dữ ta. Có mực, có mực, có mực. Im 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 im. Từ 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 từ. Đủ một bầy luôn Tú ơi. Đứng im Tú ơi. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Má Tú ra đây đánh mực chắc cú luôn á.
nó đang sợ cái thuyền. Đồ cái này nó trôi dữ ta. Má mang có con mồi cho thằng Tú đánh mực. Vui lắm. Tú đánh lùi, Tú đánh mồi. Má nãy nó chụp. Nó chụp anh biết rồi, anh biết cho mực chụp rồi. Ây da, đụng mất sảy nữa. Làm sao để neo lại Tú ơi. Mực Tú ơi, Tú ơi, mực thù mà. Phê. Phê. Đứng bóp nhớ ra đây đứng. Ừ. Ừ. Vô đứng bờ này mẹ đánh chứ. Vô. Vô mực. Mực này mà đồ trắng là dơ hư hết nè. Một bầy luôn Tú ơi, để anh săn hết bầy này luôn Tú ơi. Ừ, anh đâu biết câu có mực đâu. Giờ đâu đây gọi đâu câu. Tối mực lớn nó vô Tú ơi. Tối nha. Nói mị làm gì? Không, ý là mồi anh để cái hộp ở nhà. Trong phòng á hả? Ừ. Vấn đề là hả? Đâu có điện thoại đâu mà kêu. Có điện thoại không? Không. Nó theo cái bầy á. Hồi nãy anh thấy một bầy lớn luôn. Cả chục con hơn á. Tôi đánh chụp chậm nó cũng chụp á Tú. Tôi ra câu mực là được rồi. Không. Đánh con nào có liminer mới được, có cái kiểu như là có UV mới được. À, nó phun mực nó chạy hết. Nãy nó bị dính mực nó chạy hết. Má cái con dưới này quá trời. Hả? Không có đâu. Anh chưa quay nữa mà. À đánh sâu rồi có mực lớn không? Mực Nha Trang to lắm. Xuống nha. Mực có bị rướng không? Vướng không? Mực có hay bị vướng không? Không vướng gì? Hay bị vướng rạn á. Mực lớn mà nó kéo nó ôm rạn là khỏi gỡ luôn. Nó bám nó hít luôn. Mình quăng con lô ra á, đừng quăng con mực ra á. Trôi xa quá nó bầy nó nằm trên kia Tú ơi. Ê từ từ. Bây giờ mình cập bờ ngay đầu ngay đây nè. Đầu ngay đây nè. À trong này nhiều mực ghê ta. Thiếu ngờ luôn á. Ê, bơi sát vô đây. Bầy nó chạy ra ngoài là thua luôn á. Gió thổi mình trôi á. Tí nữa anh mang mấy con lặn sâu ra quấn. Anh cũng muốn lên đó lắm á. Nhưng mà mình vô hơi khó. Mình vô bãi này không được. Không được. Hả? Không được. Xuống là lật liền. Cái giác này xuống lật liền. Nghiêng một bên là giật lật liền. Hả? Hả?
giờ trả tiền 200 rồi câu đi đi để rồi tính sau. Treo vô tú lên được không? Ví dụ tú lên đó thì tú lên tú... Ê đâu có chỗ lên bờ đâu, có không? Xây bít rồi mà. Ở dưới là có lên được mà. Gì chèo ngược vậy da? Đi đâu hả? Ha, để số về nữa chứ. Tu lái cái cắm chèo cái đầu sâu xuống là nó xuống à. Mà không có đường lên đâu Tú nha. Không có đường lên đâu á. Coi chừng nó đội đá lịch. Độ vô đó là lật liền á. Ê, cái gì cha? Hả? Hồi nãy nó nằm ngay đầu kia kìa. Hả? Nó khúc này. Hồi nãy có vết mực nó bỏ nó chạy hết. Nèo mẹ ngoài đó đi. Ờ. Tú đánh mồi so dít đi Tú ơi. Mất bỏ. Thử cái nó ăn không? Hả? Cá mú với là cá ấy. Cá mú với mấy cá kia, cá lớn. Để anh cho chìm sâu kéo bầy lên coi. Ra nắm mẹ cái dây đó cho nó đỡ trôi. Ừ ném ấy. Nhưng mà ném mồi lớn chút, nó chìm chút. Má nước động ghê trời, mấy đứa này. Má rồi say sóng luôn á. Đâu nó xoay à, nó kẹt vướng mẹ cái dây này rồi. Không lộn. Má chóng mặt bỏ mẹ luôn. Hả? Nghe. Mực. Về tốt. Vướng ràng hả? Vướng ràng chèo qua thôi. Đợi gỡ dây. Ý, sảy, nó nằm đây nè. Vô. Ê, coi chừng vướng Tú, dây Tú đâu vậy? Vô, lá. Mày, cho ai cần lấy mực đồ mày, phòng bóp á. Thôi chuẩn bị trả Tú ơi. Chuẩn bị trả ghe. Để anh quýnh mấy con này. Chuẩn bị trả ghe rồi mà. Giờ để tháo dây này đi lên chút xíu. Mày tỏi đứng nó quằn à luôn. Tỏi đứng nó quằn à luôn. Rồi Tú kéo qua đi. Chèo nhẹ đi, kéo qua.
vết mực nó phun tùm lum á, nó bỏ nó chạy lên phía trên, càng câu càng chạy, thấy không, thấy vết mực không? Vết mực này tụi nó thấy, tụi nó sợ lắm, là biết nó báo động á, báo động nguy hiểm á. Vết mực dính tà le đang thui lùi. Ừ, ba ngón tay, ba ngón tay sảy, nhưng mà bầy nó ba ngón tay à. Qua nữa Tú, cho nó qua nữa, giờ kéo chèo chèo cho nó qua một tí, xong rồi kéo kéo lên. Hả? Rồi giờ bứng dây. Gì dây gì? Dưới nè. Được không? Dưới nè. Coi chừng gãy cần, coi chừng gãy cần. Dây dưới được không? Hả? Dây dưới không? Không gãy đâu, kéo thẳng không gãy đâu. Chèo được không? À, dây cứng ghê. Dây mega bara nè. Sức người. Rồi em lên, em đang lên. Em đang lên anh. Đi lên, đi 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 lên, đi về luôn rồi. Em đi về. Không được Tú ơi, cứng quá. Dây mega bara phải cắn, phải đứt bứt thôi chứ. Thôi thua. Thua. Rồi chèo đi. Ừ. 300.000 con. 300.000 một con. 300.000 một con. Hả? Ra muối, ra mua gì gia trang luôn à? Ghê. Má đúng lầy. Chèo sát vô. Sát vô đây nè. Sát vô đây nè. Chỉ có dãy vô trong mà. Ừ, thôi vô trong cũng được. Nên câu tiếp coi, lỡ có hàng sao. Mực lá mắc lắm à. Ủa, nãy giờ là lấy vốn rồi đó. Hai con này là lấy vốn rồi đó. Lên chèo phụ cho. Cái gì? Ủa? Cũng hết hồn, tưởng mất cái chèo kia rồi chứ. Qua dây nha, chèo qua dây nha. Thẳng 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 thẳng. Hả? Không, chèo sát bờ bên này nè. Sát bờ bên phải luôn, bên trái luôn. Lên luôn, mạnh lên. Ủa. À già mà nó ướt. Má cái quần chắc anh đổi màu luôn rồi đó. Vết mực không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn đây Tú. Xuất sắc. Mở ra hết luôn. Mở báo ra. Mở báo ra. Không cho mà. Nó đi mà giao. Mở báo ra chuẩn bị làm nó luôn rồi. Chưa, kiếm nồi mới làm được. Lùi. Nhanh ra đi. Ngoại giao đi làm nói gì cho ngoại giao làm gì? Giờ cái nồi... Hello anh gái. Anh đi lạc vô đây. Hai con đi tắt tay cho làm chi? Cắt cái rau lên trên đầu đó là một nồi hấp được 3 con, 4 con. 2 con. Đúng rồi. Quánh đèn nữa thôi. Chi ăn sống luôn hả? Ở vậy luôn anh. Chị con ta. Rơ quá. Em con mấy hả? Đèn đẹp ghê. Thằng ký thằng lá. Có người chén, quả người chén. 20.000 chén 20 mày vô. Thôi cho em bà bán cháo. Nhìn mình cứ như bà bán cháo. Mẹ mới nãy nó lên mà. Đâu giờ nó ngóc đầu chứ không. Bước em kế bên tay là chai chập bành. Độc trên tay hết trong tay. Uống không say đến ngày mai. Tiếp về trai em thích gì anh cho đó. Tiếp bên lì anh vẫn lo em thích villa. Anh vẫn lo cho đến yêu vì anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới đi thuộc về em. Chỉ cần yêu đi với em là chỉ cũng về vui cho em. Nhưng em ơi đó là nếu nó là nó. Anh tưởng nó đi với em trong phía lúc này còn mấy gì thiếu. Anh lớn lên từ đường Mỹ khác, Việt Nam khác. Mỹ là... Ồ, giờ dâm ba con tôm hồng Mỹ. Ôi trời ơi. Việt Nam có không ăn? Dâm ba con tôm hồng Mỹ, Việt Nam không có. Ờ, khác chứ. Nhưng mà Việt Nam ăn ngon lắm á. Bự vậy nè. Bị khác. Mắm tôm hồng xanh nữa ngon. Xanh nữa này xanh nè. Hồng đỏ nó ít thịt lắm. Hồng xanh này khoảng trên 2kg ăn nã nữa. Bốp. Chỉ bại đạo. Bao nhiêu ta có gì là 6, 60 tôm á. Tôm á. Tôm 260 á.